rất chào quý vị, các chị cô chú trên kênh của em nha. Hôm nay là một mâm cơm chay cúng cho cậu năm Vũ Linh cả nhà. Bao nhiêu dĩa cơm nhà anh Duy Minh? Nhiều như mình. Bao nhiêu dĩa cơm này? Phần cơm bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu phần cơm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 món. 13 món cơm chay này cả nhà. Cơm chay phải không? Cơm chay. Trời không hỏi nữa, nội cơm nhưng hỏi cơm chay không mạnh. Cái giá cái muỗng đây. Tôi cho em qua cái. Đây là một khán giả nồi anh Tài Thế Thấu. Của một khán giả giấu tên, mà khán giả là tặng cho cái đèn năng lượng đó. À, cái đèn năng lượng. Bữa nay gắn đèn năng lượng luôn đúng không? Theo em nghĩ thì quá tuyệt vời luôn. Là con năm sẽ thích ăn cơm chay không? Tại bây giờ có một chị ở bên Mỹ giấu tay nha cả nhà. Tặng mấy cái đèn năng lượng, 4 đèn phải không? Em không biết mấy cái, 2 cái thôi. Em hứa anh yêu kêu 4 cái mà. Tiếp tục em bường sẽ cập nhật cho quý vị khán giả xem tiếp những cái phần nào. Chai mặn gì cũng được. Chai mặn gì cũng được, tấm lòng của khán giả thôi. Nhưng mà chai thì tốt hơn. Cơm mình Quỳnh Đông này cả nhà. Một trái mận đầu, trứng cơm, một quýt xoài nha. Trái thanh long, một bát canh ở dưới này nè. Một bát canh bí đỏ cả nhà. Bên kia quá rồi nha. 10 dĩa cơm. Cái này buổi 10 chén cơm nha. Kéo bằng to là 13 món bên kia thì giờ đang bàn tán về cái vụ trúng số nữa mọi người. Có anh nào đó nữa xin nữa hay sao kìa. Trúng số nữa vậy. Một dĩa rau á nha. Một chén tôm. Có nhiều người đã thay đổi xin tiền cho hay tình hình trúng số mọi người. Đó là anh Huy bây giờ anh chặt cây vô cho điểm đến biển cái gì. Thực sự là bây giờ không dám xuống quay nữa. Không ai đụng nó. Quay để chia sẻ hình ảnh tại một năm. Sau khi chúng mới đợi vô số bây giờ là tin đồn nó lên quá xa rồi, rất là nhiều người đúng rồi lên cánh dính luôn nha. Chỉ trúng số hình như là cái lô gần cái giải đặc biệt á, trúng giải hai một giải 15 triệu bảy năm năm vé 17-15 triệu gần cái giải đặc biệt á. Giải hai chính là cái vụ đó đi. Ờ đánh chính vậy là giải đó đi cả nhà, chứ có việc khán giả cứ tưởng là trúng 10 tỷ. Từ Bường Vlog đã chứng kiến này. Giải 2 là đạt thành phố 1, 2. Nhớ là số 1, số 2, số 3, số 4, số 0 hay sao á. Một vé 15 triệu nha cả nhà. Mà 5 vé là 75 triệu, chứ không phải trúng 10 tỷ cả nhà. Ở nhà rất là đông luôn. Bây giờ là những có nhiều ạ. Có luôn mạnh khỏe và chúc. Anh sẽ cập nhật cho quý vị để mình tiếp tục thêm. Sắp gắn hình rồi. Bên này bên mẹ trước đây đã xong rồi nè. Đó cả nhà. Rồi sắp xong rồi cô chú anh chị ơi, ở phía sau là xong rồi đấy nha, ở phía trước. Rồi gắn hình vô thôi. Nói đi thầy, cho mình kéo rồi thầy. Thì dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy ha. Yêu thương em đăng ký kênh. Yêu thương Bường Vlog, mình Bường Vlog thì đăng ký kênh. Thì hiện tại là anh làm cũng sắp hoàn thành rồi cô chú anh chị, là cái phần mà được khoét từ sáng giờ là nó đã bị nó được láng rồi, nó được láng mịn rồi, thì bây giờ là một chút xíu nữa đây thì em nghĩ là sẽ xong, và sau đó thì dán cái tấm hình vào. Thì ở đây thì em nghĩ là sẽ dùng một cái loại keo dán keo đúng không anh trai? Dán keo dán xi măng anh.
Keo, giống keo, cây giống đá mới chắc được. Keo giống đá đúng không anh? Ừ, cây giống đá chứ không phải là giống giống xi măng đâu cả nhà ơi. Một loại keo rất là chuyên dụng và đặc biệt của Hoa Viên, nghĩa trang Hoa Viên. Ở ngoài không có đâu. Chỉ có Hoa Viên đó, tại vì người làm thì anh nghĩ là mỗi người mà làm người ta sẽ có một cái bí quyết nha. Đúng rồi, giống như cái loại keo này trộn với keo kia hoặc là trộn với phụ gia các kiểu. Đấy là điều đó. Thì nó mới gọi là thờ hồ thì cát với xi măng là nước là có thể mình làm được. Đúng rồi. Còn đá thì nó có đủ loại, nó có trộn vào nó có thành cứng đông cứng anh cả nhà. Nói chung là làm cái gì nó cũng có bí quyết. Bí quyết hay giống như anh em mình quay YouTube đúng rồi, có bí quyết. Đúng rồi. Thì theo như em nghĩ là nó sẽ có một cái loại keo gì đó đặc biệt. Bây giờ anh lấy một cái máy khác cho mình. Được quá cả nhà ơi, em sẽ đi. Ra phía sau này đi. Mình đây nè. Một lần nữa sẽ quay lại kênh của Quỳnh Bình Vlog. Mà mâm cơm đã thành thạo lên 13 món cơm chay thôi nha. Trái cây và 10 cái chiếc cơm. Rất là tuyệt vời. Đó cả nhà. Có tuyệt vời của chú gì à, vừa lớp quá buông tay luôn anh, buông tay luôn anh ơi, đỉnh luôn, quá đỉnh luôn, vừa khích luôn ha, vừa khích luôn, tay nghề quá hay, nghệ nhân thì làm sao mà nó khích rách luôn cái trời. Hôm qua thì là anh Nhất ảnh anh cắt chữ, hôm nay là anh Nhị ảnh gắn hình. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá đẹp, quá đẹp. Hồi nãy thì anh nói là anh Nhị qua anh Nhất. Ủa cái này là giống như gạch men hay gì ta? Không đá chứ. Đá bằng kính rồi. Không không, bằng kim cương. Nó bóng cho nó. Để làm gạch men hình anh ăn. Sắp gắn lên cả nhà, thử thôi cả nhà. Đó hoàn thành rồi cả nhà. Sắp hoàn thành rồi. Rồi tiếp tục sẽ đây các anh chị, mày gọn sạch sẽ đẹp khỏe nè, bắt đầu nè. Đó cả nhà. Đó. Rất là vì đâu mà ngồi sáng hình lên một cái cặp mặt tiếp như còn làm lớn hơi dọn chân để mà thôi. Bường sẽ kết thúc video tại đây, mong các anh chị cô chú ủng hộ và đăng ký kênh cho Bường nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều, bye bye các anh.